mẹ Ui, mới vào nghe cái chuông thấy có vẻ hấp dẫn rồi đấy. Kim cương. Ê, sẽ... À, đi đào vàng anh em ơi. Đào vàng, đào vàng. À, đào vàng, bỏ kim cương vào đây. Ok, hiểu rồi. Ấy gì vậy? Ê, chim tôi. Trên đỉnh cái kìa. Ê, đừng thả tôi xuống. Ngay chỗ mình có một cái này. Đi đường nào. Ngay chỗ mình có một cái này. Đây, ra đây thử. À kìa, kim cương ở trên kìa. Cái này là đi đi đào vàng anh em ạ. Ôm mà lên kiểu gì? Đâu, cái cục đó phải kim cương đâu. Cái cục kim cương là kia kìa. Kim cương đúng rồi. Ui, rơi xuống lava bắt trên luôn. Kim cương ở trên kia kìa. Đá đấy hơi khó đấy anh ạ. Ui, được. Ui, anh ạ. Ui. Ấy. Cái người nhưng mà cái đấy khó rồi. Lắm. Nhưng mà cái kiểu đấy khó lắm anh. Ôi vãi cứt đấy. Nào lại lần nữa nào. Đấy. Ôi thằng tao không có đi bên kia anh kìa. Ôi bên kia làm gì kìa. Mất đá. Cái người nó cứ lất lẻo. Ôi sổ ơi. Chỉ biết sao lộn rồi anh em ơi. Wow. Phát nữa à. Sổ ơi. À, đừng mất. Ok. Đem kim cương về anh. Mang vinh quang về cho đất nước anh em nhá. Diễn viên nhào lộn mang tên. Cầm mỡ anh trời qua được không? Anh ơi ninja rùa đấy. Bây giờ qua kiểu gì? Khó vậy đái vậy. Trên đỉnh đu anh cầm một tay cầm tay đúng vậy ơi. Em ơi, cứu ơi, sợ quá. Anh dùng cục kim cương qua đi. Ôi, sợ quá. Này, sợ quá. Một cục rồi. Ôi, sợ vậy này. Thử đi. Tụng bà đổi cha đó. Nhảy quá. Đúng mẹ dung nham luôn. Con khỉ nướng à. Khỉ nướng. Khỉ nướng sao mẹ. Khổ vậy anh quả. Nhảy qua một cái xong rồi. Thương lắm vậy. Tôi đi chơi tắt đâu ạ. Chơi được tắt. Nhảy phát qua luôn thôi. Ôi dây. Giơ tay lên đây. Anh chụp cái kia là mày hòa mày đu với kia nha. Ok. Ôi! Dân, để anh nắm mày, để anh nắm mày. Thôi anh nặng lắm. Đi về chuyện hiểu không? Đi về cái gì vậy? Anh em biểu diễn siếc à? Ôi! Ây à! Được. Đu điều đi. Cứ giơ tay chân lại đâu. Tay anh. Nào đừng nắm đây em. Đừng nắm đây em. Rồi. Bỏ tay phải á. Ok, tiếp vô. Bấm anh nè. Đợi em. Dây chuyền. Hây, ôi chết anh đâu rồi. Ê, nếu được, đúng. Rồi. Bám bộ không. Đừng. Rồi. Gô không phải, nó bám được. Để em ăn được một người mà. Ai đừng. Không này ngu quá rồi mẹ. Em còn có cọng dây nè anh đi ra em. Mày đu đã. Cũng không lắc mông quá. Từ. Em giơ tay em chụp chúng mới được. Chụp được. Tay mày gắn vào mẹ em bám làm gì? Đấy chưa. Chân mày còn chả chạm tới tay mày chạm làm gì? Ôi giời, văng đi đâu kìa. Mày đu ra đây. Đu ra đây. Ấy đuôi, đu đi. Ôi giời, văng đi đâu kìa. Gần tới rồi, cố nữa. Ôi ôi, không tới rồi. Gần tới rồi. Cái là lặp lại. Mày đừng có nhảy nha. Lại, đừng nhảy. Đừng có nhảy. Rồi, từ. Anh mới chỉ hướng tay bên kia để nhảy kìa anh à. Khi ném rùa. Ôi. Ui. Lâu lắm chịu. Con xe đâu rồi, gớt con xe luôn bây giờ. Qua rồi nè. Trước mặt hoài. Qua chưa? Rồi.
ấy. Ok, đều có checkpoint anh em ạ. Tự túc thôi. Nhảy quá. Nhưng nhảy kiểu gì kìa. Nhìn khổ ấy. Bấm dây thừng em ơi, bấm dây thừng. Ủa, chứ không phải đi đường dưới à? Đúng rồi, bấm dây thừng. Nó sinh ra cái dây thừng để làm gì? Ôi đó, mẹ, cái này khó nhờ. Ôi, dây thừng em là chùm. Vướng luôn. Ấy. Vướng luôn kìa. Mà có người đạp cho mày. Ê, rồi. Ok. À, coi em biểu diễn. Trời, anh mập quá được kìa. Trời, anh mập. Đừng. Hai thằng con một dây kìa luôn. Cùng làm. Đi quá lâu ấy. Lên. Đây em đây này. Em vừa mới lên mà. qua. Ừ. Để tiếp. Nắm. Nắm giò em nè. À. Quay. Ui giò giò em nè. Thấy không kìa. Tới. Đè chuột sẵn luôn á. Hai kia đu như dượng bánh kìa. Trời. Từ nhà mới đi cắt đồ cái đu kìa. Qua bên kia luôn được không? Cắt đồ đu. Qua bờ luôn được không Neo? Đủ. Hợp ý anh. Không, cái bờ này mới đẹp ảo á, nhìn nó được. Nắm đi khoa. Khoan. Ôi. Tôi hay bị kiểu nó ấy quá không ạ? Kiểu nó hay vịn lên ấy, thế là mất mẹ đà, nặng quá. Khó anh ạ. Má này mắc chai hát luôn đấy. Tớp rồi. Qua luôn đi nè. Để em qua sao? Qua được mà. Ơ? Cái này. Quả lại chết à? Đúng rồi. Cái này không có checkpoint khó chịu quá. Ừ. Ui. Em qua nãy. Ờ. Có checkpoint không? Không checkpoint được. Không có saving. Có saving. Qua đây. Này không có checkpoint chắc ăn cứt kìa. Ừ. Ờ, phải đem kim cương qua hả? Không, tóm. Làm gì anh mới chết? Tóm. Ủa, anh mới chết đâu? Chết đi. Đâu, chết nha. Ma cái này đéo qua được anh ạ. Chết đi. Em okay. Qua xong rồi. Khó quá. Có xe viên rồi. Chết cho lại á. Thôi, đừng ngắm quần áo. Cái cây đó của em, đi ra. Tức má mày. Cây của em. Đấy. Đấy. Mày thoát nổi tao không? Đấy, đừng ngắm, từ tinh thần một làm gì á. Đi lẹ em ơi. Rồi. Đi lẹ lên. Trai em béo kìa, trai em béo kìa. Đi lẹ nè, nó nắm lại rồi, đi lẹ đi. Buông ra coi từng thằng một. Rồi ok, đi qua. Rồi ok, bám đi nhá. Bám đi nhá. Ngủ không á mày. À, cho Phương trải nghiệm trước này, thử đi. Mẹ khốn nạn. Bám cho em này, bám cho em này. Rồi, ok anh ơi. Chuẩn bị sang này. Rồi, sang này, sang. Mất đá rồi. Đá, đâu, cứ đu đi. Ủa em mà chết. Lúc mày sao? Em đứng, em đang nghe dách nè. Ui, vướng anh rồi. Anh nhảy nhá, anh là người nhảy đấy. Cho anh dính mẹ đâu rồi? Thật quá vậy kiểu gì vậy? Anh chơi kiểu. Anh chơi kiểu. Ây à. Ây, qua luôn rồi. Qua luôn rồi anh. Đi. Qua luôn. Cứ nhảy đi. Lót checkpoint làm đếm gì. Thằng khói giật luôn. Ghê mất chó. Nhìn này, đi mà em là cấp. Không cần checkpoint hiểu không? Ấy. Dí vùi cần checkpoint. Ấy trên đây, ấy gì á? Cái gì đấy? À, congrats, you made it rồi. Xong rồi. À, rồi. Anh em bấm vào. Woo. Anh chưa? Ôi, đúng rồi. 1, 2, 3. Đi. Woo. Woo.
Ôi, tôi bị gì đây? Ai kêu? Kêu mẹ.